tất cả các bạn nó lâu lâu lắm rồi nó đợi mới mà gặp gặp được bốn em càng đứa bốn em càng đứa nên chứ ba chẳng dành cho nhiều em gà gà điều ăn rồi em gà đen gà trắng ăn à em gà điều ăn à mấy em gà này bây giờ là đang cho ăn có gì chứ ba chẳng đang cho bốn em gà ăn ai ba xin ăn em gà cho em mấy em gà ăn. Mấy em gà này rất là to nè, mà cái lỗ nhỏ trên đây nè, cái lỗ nhỏ xíu mà cái em gà bự thì mới nó chui vô được luôn, hay thiệt với ta. Cái lỗ nhỏ xíu xíu mà cái em gà bự mới chui vô được luôn. Các bạn, cái lỗ này quá nhỏ rồi, mà cái em gà bự cũng chui vô được. Ấy, có cái con gà cột nó các bạn ơi. Bự lắm. Cái lỗ nhỏ xíu xíu vậy mà con cái em gà cột chui vô được luôn. Em gà bự mà chưa vô con nhỏ gì mình được chưa vô được chứ hay ta con lắm rồi để mới gặp được bốn em càng đứa nhớ mình cái em này em màu đen à em này thì già lắm rồi bán lại rồi lại thăm cái em này nha em này mày vậy cái em này lười biếng nhất mà ấy cái con gà đang đứng đang đợi rồi ấy con gà đứng đang đợi rồi ấy em gà đi lại đang đợi các bạn ơi ấy chạy cái kiểu gì mà chạy với chị mà văng gió vậy ta quanh đang đợi sớm cho em cần nước nè có khỏe mạnh không mấy em cần nước thì không biết có khỏe mạnh không ấy cái em gà mấy cái em gà chấm tơ các bạn ơi rồi bị con gà mái nó chạy lên rồi các bạn ơi chứ bà chẳng ơi mấy cái em gà chấm tơ bị cái con gà mái nó dành đồ ăn rồi chứ bà chẳng chứ ba ơi nó bị cái con gà mái đang dành nó dành đồ ăn rồi nhưng ba gà chấm tơ đang ăn nhưng cái thằng quỷ gà mái thì nó lại nó dành tiêu đồ ăn rồi con gà mái đen hắt này thật khó ưa quá ta cho mấy con gà chấm tơ ăn em cần cái nước chạy vô các bạn ơi để quên rồi khoan để chạy chứ để chứ khoan có chừng rồi nó đang cho anh đợi khoan à để rõ dữ hả cẩn thận à có chừng không cần nướng anh cho anh đợi nó wow đợi à khoan à để trong đó nếu mà để bắt ra ngoài á thì nó do cho anh đợi và nó bỏ đợi đi khoan nha nếu mà đợi để trong đó nhưng mà nếu mà đợi bắt ra ngoài bỏ ngoài là nó đang cho anh đợi mà nó bỏ đợi đi nó bỏ cái cầu hang này nè rắn gì ồ cầu hang này nè lão ta nha mà đi nào vậy ý, mấy em gà chấm tơ bị mò thằng một con quỷ gà mái màu đen đi dàn đồ ăn các bạn có ba đi nữa rồi đang cho ba em ơi gà chấm tơ ăn à bà bị cái con quỷ gà mái màu đen này nó lợi nhanh dành anh các bạn nè cái ba em gà chấm tơ này à đang có đồ ăn mà cái bị cái con quỷ gà mái đen này mà nó dành ăn luôn không được rồi bây giờ để cho quay con càng nước tiếp theo heo thì để xíu về liền giờ này là gì là năm giờ rưỡi chứ thứ sáu giờ ok các bạn cái em này khó bắt em này là có cái đuôi dài các bạn em càng nước thì có đuôi dài quan nghe kim kinh nghi ây bực mặt người các bạn ơi bực à, các bạn ơi hơi hơi leo hello hơi cái em này giờ đang ngốc làm cái gì đó em này thì cái em càng đứt nhỏ này là cái em này là đang ngon hợp đồ đầu đầu xuống mặt nước rồi đang 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 chi
cái con cái em càng đứt nhỏ sang nhỏ này mà nó đưa cái đuôi lên nhìn các bạn, em này đưa cái đuôi lên nè, em này đưa đuôi lên các bạn, bố này mất em. Đây là có bốn em gà trống to, lại là một em gà mái màu đen các bạn. Ơi xuất hiện một con gà gà trống to không có cái mầm nhỏ xíu xíu các bạn ơi, mớ bự gì mà cứ cái mầm nhỏ xíu xíu, không những con gà trống to gì cái gì gà kỳ vậy, mới xuất hiện đây bự rồi mà có cái mầm gì mà xíu xíu vậy, cũng không biết sao luôn. Được rồi, để chứ quấy cái em càng nước làm gì vậy. Thì như em này đang kiếm mồi ăn các bạn, có thả chuối cho nó ăn à, cái hồ nước khá đóng rong luôn các bạn ơi, cái hồ nước của em càng nước này là bị đóng rong luôn, nhưng mà trường cũng chưa hai nữa, hồ em càng nước này bị đóng rong rồi nhưng mà cũng chưa hai nữa. Ôi 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 ôi, ôi em về về chị quay. Ê mấy em mà chấm tơ kia bự lắm các bạn ơi, bự lắm. Ok cái em này đang làm cái gì vậy, chắc em này đang cho một em nhỏ, cái em nhỏ cũng khá là bự rồi nhưng mà cho em nhỏ khác các bạn, nhưng mà đang cho các bạn cho em nhỏ khác à. Đây cái em nhỏ bự thì là đang cho các bạn, cái em nhỏ bự này mà đang cho nó cho em nhỏ non, cái con này mới là nhỏ non nè, con này nhỏ bự nè, con này nhỏ bự nè, còn con này nhỏ non nè, con nhỏ bự đang cho cái con nhỏ non, cái cho nhỏ non nè. Là có bốn con càng đứa mình. Ok hello nha. Ủa cái em này thì khá là già các bạn ơi, nhưng mà cũng chưa đến ngày sinh sản. Cái em càng đứa này là có cái móng chân khá là giống một cá sấu á. Cái em càng đứa hey. Ủa có tiếng em tin kia các bạn ơi. Hello các em. Hey. Chưa. Hello các em nghe. Ủa cái tiếng em kia mà. Ủa sao không nghe tiếng xuống dưới. Kỳ ta. Em nhìn đứa này đang mấy em này thì hôm nay cũng chẳng khỏe thôi. Không có làm nhiều nghe các bạn. Cái em này là bự mà, em này còn trẻ các bạn. Cái em này màu vàng nè, em này màu đen nè. Cái em này bên trên mới đen, còn em này da vàng. Hello Tin. Ôi có tin xuất hiện. Đi. Quẹo. Anh đang thăm bốn em đằng nước. Đó, ra kìa. Giữ lắm, giữ lắm luôn. Nhưng mà anh lợi gần mà nó không làm gì anh hết trơn luôn. Em coi. Đi. Chạy nước anh em ơi. Cái này quay đá chạy nó. Nó không sợ nha anh em. Em cũng cảm nhức vô viên. Đừng có nói vậy em ơi, đừng có nói vậy. Ai ơi video. Đừng có cho anh nghe. Ai ơi đây em muốn tôi gẹm ba đôi chân mất tóc em. Cái em nước nặng em. Bốn được chìm nữa nó tiểu ra. Cái này là cái phần đuôi khá là dài mà nó cái phần chân rất là giống cá sấu luôn. Cái con càng nước này cắp móng chân giờ bên trang cái chân cá sấu này em ơi. Thằng này càng nước này là cắp móng chân khá là giống cá sấu luôn đó, cái móng chân rất là giống con cá sấu luôn mà mình vậy. Em nó cá sấu nè, em quýnh nó nè. Mày cái em càng nước này là có cái phần móng chân, cái em càng nước là có cái phần móng chân khá là giống con cá sấu luôn, càng nước có móng chân. Em ơi cái con quỷ gì gà mái đen nó ngồi trên cầu thang kìa em ơi. Cái con quỷ gà mái đen nó ngồi trên cầu thang kìa em ơi. Cái con quỷ gà mái đen nó ngồi trên cầu thang à. Đừng nghe. Đừng có dội. Em ơi. Hồi nãy anh thấy là chú ba chẳng cho mấy con gà chúng to ăn, bị nghe cái con cái thằng quỷ gà mái đen này nó đi vô đây mình dành ăn luôn em ơi. Ok. Kênh nha, đợi nha. Bye bye anh em ơi. Bye bye. Rồi ok, nên kênh đợi cho nay đã hết rồi. Ok, hẹn gặp lại các bạn.
chắc bạn nhìn đừng đừng nhớ qua đăng ký một like cho đại nhé, nhớ đăng ký nha.